Rồi đây là cái phần cuối à, mình còn 1, 2, 3, 4 4 cái nữa là xong à, Understand the difference between being productive and being busy. Majority of people I talk to who work 70 to 80 hours per week are typically really busy but not really productive. Some jobs force you to do busy work, but figuring out how to manage your time productively is essential if you ever want a life outside of the office or a fulfilling career. Có nghĩa ở đây nói là phải hiểu được cái sự khác biệt giữa giữa cái người mà có năng suất cao và một cái người mà luôn luôn bận rộn. À, đa số người ta những cái người mà tôi nói chuyện á, với á, thì họ làm 70 tới 80 giờ một tuần. Và những cái người này rất là thật sự rất là bận rộn. À, tuy nhiên cái bận rộn của họ lại không có cái tính là năng suất. À, một số công việc nó bắt buộc bạn phải bận bội bận biểu làm, nhưng mà tìm ra cái cách làm sao để quản lý thời gian của bạn một cách có năng suất là một cái điều rất là quan trọng. Nếu mà bạn muốn làm một cái công việc ngoài cái văn phòng, hoặc là fulfill một cái career mà bạn mơ ước. Ở đây bạn này nói là có thể là nếu mà bạn biết cách quản lý thời gian tốt á, thì có thể bạn không cần làm ở trong văn phòng nữa, mà bạn sẽ theo đuổi một công việc nào đó ngon lành hơn. Rồi tiếp theo mình có cái từ là ask questions. You feel like an idiot at times, but one of the ways I learned on the job was simply by asking questions every time I didn't understand something. Not only does this help you to figure out what's going on faster, but it shows you're interested. From there, it's up to you to become a faster learner so you can help solve other people's problems. Có nghĩa là học cái cách hỏi. À, có thể bạn lâm vào cái hoàn cảnh là nghĩ mình là một cái người idiot, một thằng thằng ngu, thằng khờ, đúng không? Nhưng mà cái anh nào học được cái cách là sao? Là nếu nếu ở trong công việc á, mà bạn chỉ cần hỏi thôi là bạn sẽ hiểu ngay. Và cái việc hỏi này á, nó làm công việc nó trôi chảy hơn, và nó cũng cũng cho mọi người biết là bạn quan tâm tới công việc, bạn muốn xử lý công việc đó. Từ đó bạn trở thành một cái người người học nhanh hơn, và bạn có thể giúp giải quyết những cái vấn đề mà mọi người đang có, đúng không? Đừng còn ngần ngại để mà hỏi. Người Việt Nam như mình có một cái câu là thà ngu một lát mà lần sau khỏi ngu ha. Đó, như vậy đó. Take care of your health. When I was in college, I could eat fast food all the time and party until 2 to 3 a.m. and get up and turn around easily the next day. That doesn't work when you get older. You have to eat right, exercise, and get enough sleep. This gives you more energy. You feel better about yourself and hopefully live a longer life because of it. Có nghĩa là phải mình phải phải nên học cái cách chăm sóc sức khỏe của mình. Anh ta nói khi mà anh ta ở trong college á, thì ăn toàn thức ăn nhanh này, thức ăn fast food. Rồi chơi party tới 2 3 giờ sáng mới về. Rồi chỉ cần turn around easy the next day, có nghĩa là tỉnh dậy là không có thấy mệt mỏi gì hết á, bình thường. Và anh ta thấy rằng cái điều mà anh ta đang làm đó, ăn đồ fast food, ngủ khuya, thức khuya, nó không có thích hợp khi mà
trở nên già hơn. Khi mà mình già hơn thì mình phải cần sao? Cần ăn uống điều độ, ăn đúng, tập thể dục đúng, ngủ nghỉ đúng giờ. Cái điều này sẽ cho mình nhiều năng lượng hơn. Và khi mà mình cảm thấy có năng lượng nhiều thì mình sẽ làm nhiều, làm tốt công việc mà mình được giao. Và tất nhiên là hy vọng cái lối sống đó sẽ giúp cho bạn sống lâu hơn, đúng không? Có nghĩa là bỏ những cái thói quen xấu đó, bỏ những cái đồ ăn ăn fast food và thức khuya đó. Cuối cùng đó là learn how to sell. Everyone is in some form of sales. Whether they understand it or not, you have to be able to sell yourself, your message, your product, your firm or your philosophy. Học cái cách buôn bán. Mỗi người chúng ta đều đều có một số dạng buôn bán, ví dụ như là giới thiệu bản thân. Bạn phải biết bán những cái kỹ năng của mình cho người khác, đó, sell yourself. Bạn phải biết buôn bán lời nói của mình, sản phẩm mà mình có và cái công ty mà mình đang làm. Mình biết cách ăn nói và mình biết cách nói về ý tưởng của mình, nói về cái philosophy của mình. Đó. Và đó là cái phần kết thúc.